Mình đi đâu đấy? Ra núi. Xin chào các bạn. Để mà chúng ta có thể set up một camera kết nối với loa ngoài để phát lời chào to và rõ ràng hơn, thì việc đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị đó là một con camera TIOC có hỗ trợ cổng audio out, cùng với đó là khả năng cho phép chúng ta đưa vào những âm thanh mà chúng ta mong muốn. Và để chúng ta có thể xác định được dòng camera TIOC nào có hỗ trợ cổng audio in out thì chúng ta có thể check nhanh ở trên trang web dahuasecurity.com. Các bạn search mã sản phẩm của mình và kích chọn vào xem chi tiết. Ở phần mô tả thông tin vắn tắt, chúng ta có thể để ý thấy audio in out có nghĩa là dòng cam này có hỗ trợ cổng audio in out, hoặc chúng ta có thể kéo xuống và ở mục bọt thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng camera có hỗ trợ cổng audio input và audio output. Hoặc đơn giản hơn nữa là các bạn để ý vào mã của sản phẩm, chỉ cần có chữ gạch A thì sẽ hỗ trợ tính năng audio. Tiếp đến là các bạn chuẩn bị một cái loa có hỗ trợ cổng audio in là jack 3.5, có thể là loa Bluetooth hoặc là loa cắm điện tùy thuộc vào khu vực lắp đặt. Cuối cùng là chúng ta sẽ chuẩn bị một sợi dây cáp để kết nối giữa camera và loa, là cổng dây cáp bông sen ra 3.5 như trên hình ở đây. Việc kết nối thì cực kỳ đơn giản rồi, chúng ta chỉ việc kết nối một cổng jack bông sen bất kỳ vào cổng audio out của camera và đầu 3.5 còn lại của dây chúng ta kết nối vào loa Bluetooth. Và tất nhiên là camera và loa của chúng ta phải được cấp nguồn rồi nhé. Rồi sau khi mà các bạn đã gắn camera và bố trí các thiết bị âm thanh của chúng ta phù hợp thì chúng ta sẽ tiến hành vào camera để cấu hình. Đầu tiên các bạn vào mục setting. Ở phần camera các bạn chọn cho mình tab audio. Vào tiếp audio, các bạn kéo volume của speaker lên mức phù hợp. Sau đó chúng ta qua tab alarm audio. Ở đây là tất cả các cái âm báo có sẵn trong camera, nhưng hầu hết sẽ là tiếng Anh. Nếu các bạn muốn thêm một file âm thanh ngoài thì các bạn có thể kích vào thêm audio. Ở đây mình sẽ thêm vào hai file audio mà mình đã thu âm sẵn. Yêu cầu khi vào tòa nhà phải đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Và audio thứ hai đó là khi ra ngoài thì sẽ hỏi là bạn đi đâu đấy. Và có một số audio khác mà mình đã thu thập trong thời gian vừa qua và mình có lưu lại trong file Google Drive, và mình để đường link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể download về và thêm vào camera của mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào mục Event, chọn vào Smart Blend, kích hoạt tính năng EVS của camera lên, chọn vào tab EVS. Ở mục này mình sẽ vẽ hai đường line EVS để cho camera phân biệt được người nào vào và người nào ra để phát lời chào cho nó đúng. Thì các bước để mà chúng ta vẽ đường line EVS thì mình đã có một clip mà hướng dẫn khá là chi tiết và cụ thể rồi, các bạn có thể xem lại ở bên cạnh màn hình đây. Rồi đầu tiên mình sẽ vẽ đường line để phân biệt được người đi vào của văn phòng mình. Ở đây mình sẽ chuyển là chế độ từ B sang A, để những ai đi từ thang máy đi ra sẽ được hiểu là đi vào văn phòng. Mình sẽ đặt tên cho nó là vào. Ở chế độ là human. Ở phần audio thì mình sẽ cho nó lặp lại một lần thôi. Và mình sẽ chọn file audio nãy mình có thêm vào là sẽ là video sát khuẩn và khẩu trang. Kích chọn. Rồi phần đèn nháy các bạn có thích thì có thể để hoặc không để cũng được, và vẫn save lại. Tương tự như thế mình sẽ thêm một đường line khác là đường line ra. Mình sẽ vẽ ở trước cửa kính của văn phòng. Rồi mình sẽ chỉnh lại một chút xíu, mình sẽ kéo xịt ra chút xíu để nó khỏi bị vướng cái cửa khi mà mở ra, để bắt người chính xác hơn. Ở đây mình cũng để là cho âm thanh phát một lần. Ở đây mình cũng cho âm thanh phát một lần và chọn file audio đó là bạn đi đâu đấy. À quên, mình phải chỉnh lại cái chiều mũi tên để phân biệt được người đi ra hay đi vào, và mình sẽ chọn là từ
A sang B để biết được là những người đi từ bên trong văn phòng đi ra. Ok, và mình bắt đầu xem vào lại. Như vậy là xong, mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để chúng ta kết nối camera TIOC với loa ngoài để giúp cho việc phát lời chào to và rõ ràng hơn. Thì với cách làm này sẽ phù hợp với những camera được gắn ở khu vực không gian rộng lớn mà loa tích hợp của camera TIOC không đủ lớn, hoặc là những dòng camera TIOC không có hỗ trợ loa tích hợp sẵn, thì chúng ta có thể sử dụng cách làm này. Video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Vui lòng đeo khẩu trang và...